Chào các bạn ạ, bây giờ là 10 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2020. Thì người dân ở Đồng Tâm vừa liên lạc ra với tôi, có một số thông tin mới tôi sẽ cung cấp đến các bạn về cái tiếp theo về cái vụ việc ở Đồng Tâm. Về cái vụ việc Đồng Tâm thì vào rạng sáng ngày 9 tháng 11 năm 2020 thì một lực lượng rất là đông công an cảnh sát đã tấn công vào thôn Hoành và sát hại cụ Lê Đình Kình tại nhà riêng. Thì cái vụ việc này thì có rất nhiều thông tin tôi đã cập nhật rồi, và bây giờ tôi sẽ cập nhật một số thông tin mới nhất mà bà con Đồng Tâm vừa liên lạc và chuyển đến tôi. Thông tin thì có gồm thông tin quan trọng ngày hôm nay là thông tin về đám tang cụ Lê Đình Kình ạ, và những cái phản biện của người dân chất vấn lực lượng công an, những lực lượng mà đã tấn công mà sát hại cụ Lê Đình Kình ạ, trong cái ngày 9 tháng 1 năm 2020 ạ. Và tôi sẽ, thứ nhất là về cái đám tang cụ Lê Đình Kình, thì thông tin từ người dân cho biết rằng là đám tang cụ Lê Đình Kình là một cái đám tang mà từ trước đến nay chưa có một đám tang nào như vậy ở tại Đồng Tâm. Khi mà dân cả xã, hàng nghìn người dân của cả xã Đồng Tâm và các ba xã lân cận nữa, họ kéo về, đổ về Đồng Tâm và họ đưa tiễn cụ Lê Đình Kình đến nơi ăn nghỉ cuối cùng. Thì thông tin từ người dân cho biết là dân cả xã và các người xã lân cận cũng đến, và cả xã đưa tang và khóc thương cụ Lê Đình Kình khi mà đưa cụ đến nơi ăn nghỉ cuối cùng ạ. Và tất cả dân cả xã đều đội khăn tang các bạn ạ, kể cả những người không phải là con cháu thân nhân của cụ Lê Đình Kình, chỉ là những người dân thôi, họ cũng đội khăn tang để mà đưa tiễn cụ Lê Đình Kình đến về nơi ăn nghỉ cuối cùng và khóc thương cụ Lê Đình Kình. Và thậm chí là những người đến sau, khi mà tổ chức tang lễ cụ Lê Đình Kình thì gia đình đã chuẩn bị rất là nhiều những giải khăn tang để không phải chỉ con cháu của cụ Kình, người thân của cụ Kình, mà để cho cả nhân dân cùng đội. Tuy nhiên cái lượng khăn tang chuẩn bị rất là nhiều, nhưng mà những người đến sau cùng ấy, thì cũng không còn đủ khăn tang để mà cho người dân đội để mà đưa tiễn cụ Kình nữa. Và là rất là nhiều người dân trong toàn xã đấy đã đến và khóc thương đưa tiễn cụ Lê Đình Kình, từ người già đến phụ nữ và trẻ em, tất cả người dân ạ. Đây là một cái tình cảm của người dân Đồng Tâm dành cho cụ Lê Đình Kình. Và cái tình cảm này thì nó thể hiện cái lẽ phải của cụ Lê Đình Kình, nó phản bác lại cái sự bôi nhọ của chính quyền đối với cụ Lê Đình Kình trong những ngày qua, rằng là cụ Lê Đình Kình chỉ là một nhóm nhỏ, một gia đình nhỏ chống lại cái việc quan chức cướp đất của người dân. Vâng, và tôi sẽ bật lại cái ghi âm, cái tường thuật của người dân Đồng Tâm tại người dân Đồng Tâm chuyển ra cho tôi để chúng ta cùng xác minh và cùng minh bạch cái thông tin về vụ việc Đồng Tâm. Và đồng thời trong những ngày vừa qua ấy, thì người dân Đồng Tâm cũng cho biết rằng là khi mà lực lượng cảnh sát tấn công người Đồng Tâm, tấn công người thôn Hoành của xã Đồng Tâm để mà trấn áp người dân và sát hại cụ Lê Đình Kình, thì các người dân đã có ra chất vấn những lực lượng công an cảnh sát cơ động là tại sao lại về cướp đêm, nếu dân sai thì tại sao lại phải về tấn công dân vào ban đêm, tại sao lại phải về cướp đất vào ban đêm ạ. Và tôi sẽ bật những cái ghi âm này lên đối để các bạn cùng chúng ta cùng xác minh lại cái thông tin này, và có khá nhiều thông tin của người dân đưa ra, và tôi sẽ đưa những đoạn ghi âm lên ạ. Đoạn ghi âm thứ nhất là về cái đám tang cụ Lê Đình Kình, thì tường thuật từ một người dân, người này thì là con của mẹ của người này, là anh em với trong gia đình cụ Lê Đình Kình, là chính người mẹ đấy đã đến đám tang cụ Lê Đình Kình ạ. Thì những cái thông tin đây tôi sẽ bật các bạn xem ạ, về cái đám tang, các bạn nghe cái thông tin từ người dân nó chuyển ra về cái đám tang cụ Lê Đình Kình ạ. Gọi là cả xã tham gia luôn, đông, thấy bảo là có là cả xã đội tang luôn này.
Đấy, nghĩa là người dân nói là cả xã đi đưa tang. Mà tôi quay tiếp một đoạn nữa. Và đấy là những thông tin về đám tang của cụ Lê Đình Kình, thì nó phản bác lại hoàn toàn cái việc mà truyền thông của Đảng Cộng sản đưa ra rằng là cụ Lê Đình Kình là một nhóm nhỏ chống đối chính quyền, và thực tế rằng là cụ Lê Đình Kình là một người đấu tranh chống tham nhũng tại địa phương. Cụ Lê Đình Kình là một người lãnh đạo người dân chống lại cái việc quan chức cộng sản cướp móc đất đai của người dân Đồng Tâm tại địa phương. Và khi cụ Lê Đình Kình bị sát hại như vậy thì mặc dù là lực lượng an ninh canh giữ cực kỳ gắt gao và những cái áp lực đến với thân nhân của cụ Lê Đình Kình trong những ngày này rất là lớn, tuy nhiên thì người dân người ta đã bất chấp cái nỗi sợ hãi, cái sự đe dọa như vậy, và người ta đã đến để đưa tiễn cụ Lê Đình Kình. Và các bạn đều có thể thấy đấy rằng là người dân cả xã trừ những quan chức cộng sản thôi là họ không đến thôi, còn đâu tất cả người dân họ đều đến hết, và họ kể cả những người không phải con cháu cụ Kình cũng đội khăn tang để đưa cụ ra cánh đồng. Và bạn ấy nói rất là nhiều người khóc thương cụ Lê Đình Kình, nên là cái chết của cụ Lê Đình Kình thực sự nó là một cái nỗi mất mát của cả nhân dân, chứ không phải là như chính quyền cộng sản nói cụ Lê Đình Kình là một người chống đối chính sách gì cả, mà cụ chỉ là một người chống tham nhũng thôi các bạn ạ. Chỉ vì chống tham nhũng mà chúng ra tay tàn bạo với cụ Lê Đình Kình như vậy, thì cái tội ác của những cái tên cướp đất, những cái tên quan chức cộng sản thực sự là nó chất chồng rất là lớn. Và chúng ta hãy cùng nhau để mà cầu nguyện, cùng nhau hướng về Đồng Tâm và cùng nhau vạch rõ cái bộ mặt ăn cướp của những quan chức cộng sản như vậy, để chúng không tiếp tục ăn cướp đất ở các nơi khác nữa. Và nếu mà chúng ăn cướp được ở Đồng Tâm, chúng bôi nhọ được cụ Lê Đình Kình, chúng sát hại và chúng đàn áp được Đồng Tâm, thì sau này những cái nơi khác nữa thì chúng sẽ tiếp tục cướp bóc, và những cái sự cướp bóc của những lần tiếp theo của chúng sẽ càng dã man và càng tàn bạo hơn ạ. Và tôi có một đoạn nữa quan trọng, đấy là người dân về việc người dân Đồng Tâm ngay trong rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 ấy, khi mà lực lượng công an tiến về thôn Hoành của xã Đồng Tâm và bao vây nhà cụ Lê Đình Kình và sát hại cụ Lê Đình Kình tại nhà riêng và tấn công và bắt đi mấy chục người dân đấy ạ. Thì người dân có chất vấn rằng là nếu người dân sai và nếu chính quyền đúng thì tại sao lại phải tấn công vào lúc đêm hôm như vậy? Tại sao lại phải về cướp đất vào ban đêm như vậy? Đây là cái chất vấn của người dân ạ. Và tôi sẽ quay lên đưa các bạn cái cuộc nói chuyện của tôi với người dân như vậy. Của người dân Đồng Tâm đưa ra cho tôi như vậy.
Vâng, đây là cái đoạn đoạn mà người dân chất vấn chính quyền trong ngay cái ngày hôm đấy đấy ạ. Rồi xây hết rồi mà, thấy các bà bảo thế thì cái hôm đấy cái tối hôm mà xảy ra sự việc đấy, công an về thấy mấy bà già cũng ra cũng nói công an là tại sao đất của quốc phòng mà tại sao phải về cướp đêm như thế, nếu mà dân sai thì làm sao mà phải về cướp đêm như thế, thì thấy các bà chửi thì không thấy ai nói gì. Đấy. Và cái thông tin người dân đấy, người ta nói là đất, nếu đất người dân đòi, nếu không phải đất của dân, nếu dân giữ đất sai thì tại sao lại phải về trấn áp vào ban đêm như vậy. Cái và cái cuộc thực ra thì cái cuộc 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 tấn công của quan chức cộng sản này, họ tấn công vào thôn Hoành ở xã Đồng Tâm và bao vây và sát hại cụ Lê Đình Kình ấy. Và ban đêm như vậy nó cho thấy một cái thực tế đó là chính quyền làm việc không có tính chính danh và họ làm việc một cách lén lút. Tại sao họ lại tấn công vào ban đêm? Vì mục đích của cuộc tấn công vào Đồng Tâm và mũi tấn công chính là vào thôn Hoành của xã Đồng Tâm, và trong thôn Hoành thì mũi tấn công quan trọng nhất là vào cụ gia đình nơi cụ Lê Đình Kình sinh sống, là gia đình cụ Lê Đình Kình ạ. Thì tại sao lại phải tấn công vào người dân vào buổi đêm như vậy? Thì mục đích chính là để cho người dân không quay được thông tin hình ảnh những cái cuộc tấn công như vậy. Và theo người dân ở Đồng Tâm cho biết ấy, và chúng ta đều biết rằng là khi mà cái cuộc tấn công đấy diễn ra tại Đồng Tâm ấy, thì tất cả các sóng viễn thông và sóng internet đều đã bị cắt hết nhá. Thì tất cả mọi cái đều cho thấy rằng là phía lực lượng cướp đất ấy, họ mục đích của tấn công đấy là bao vây và đàn áp người dân, và họ rất là sợ cái thông tin hình ảnh của cái cuộc tấn công đấy ra. Và cái cuộc tấn công đấy thì mới đầu ấy, thì theo báo chí của nhà nước cộng sản ấy, thì là cuộc báo chí nhà nước cộng sản họ nói là cái cuộc xung đột đất đai ở tại Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 là mới đầu thì họ nói là diễn ra ở khu đất Đồng Sênh, là cái 59 ha đất mà người dân Đồng Tâm mà họ nói là của họ ấy. Nhưng mà chính quyền cộng sản thì nói là không ấy. Thì mới đầu họ nói như vậy, nhưng mà thực tế là nó diễn ra là không phải tranh chấp đất đai mà là một cái cuộc tấn công, một cái cuộc thảm sát ấy, một cái cuộc sát hại người dân lành của những quan chức cướp đất ấy ạ. Nó diễn ra tại thôn Hoành và tại nhà cụ Lê Đình Kình các bạn ạ. Nhưng mà báo chí truyền thông của Đảng ấy, của cộng sản ấy, thì mới đầu họ nói là cái vụ xung đột này diễn ra tại Đồng Xanh, nhưng không phải các bạn nhé. Đấy là một cái thông tin sai lệch do báo chí nhà nước đưa ra, mục đích là để đổ tội cho người dân là những người gây rối, là những người chống đối ạ. Và báo chí của bọn cướp đất ấy, của quân cộng sản ấy, thì nó mấy ngày nay mọi người, những người nào xem thì đều biết đấy, là chúng liên tục bôi nhọ cụ Lê Đình Kình và những cái người lãnh đạo nhân dân Đồng Tâm ấy, là một cái nhóm nhỏ thiểu số người dân Đồng Tâm ạ. Nhưng mà thực tế thì chúng ta đều biết ấy, là không phải là cái cuộc đấu tranh giữa đất ở tại Đồng Tâm ấy, nó được sự ủng hộ không phải là của một nhóm nhỏ của một tổ đồng thuận hay là của một nhóm nhỏ khu dân cư, mà nó được sự ủng hộ của đa số người dân tại xã Đồng Tâm các bạn ạ, trừ những cái quan chức và những cái người mà liên quan đến lợi ích nhóm để mà cướp, liên quan đến cái lợi ích khi mà quyền lợi khi mà chúng cướp được cái mảnh đất Đồng Xanh ấy. Thì những chỉ có những người đấy thì người ta mới không ủng hộ cụ Lê Đình Kình thôi. Và chúng ta đều biết rằng là cụ Lê Đình Kình ấy là một người đảng viên với hơn 50 năm tuổi đảng, và trước kia cụ đã từng làm chủ tịch xã, nên là cụ nắm giữ rất là nhiều cái hồ sơ tài liệu liên quan đến cái việc chứng minh 59 ha đất Đồng Xanh là đất nông nghiệp của người dân Đồng Tâm các bạn ạ. Đây là cái vụ việc mà những cái tên cướp đất ấy, mà tấn công vào thôn Hoành và sát hại cụ Lê Đình Kình tại nhà ấy. Thì ngoài cái việc khủng bố đàn áp người dân, chúng còn mong muốn là cướp đi những cái tài liệu mà cụ Lê Đình Kình có trong cái thời gian công tác làm chủ tịch xã tại chính quyền. Những cái tài liệu đấy là những cái tài liệu bằng chứng để mà chứng minh rằng là 59 đất ha đất nông nghiệp Đồng Xanh ấy là chính là đất nông nghiệp của người dân Đồng Tâm các bạn nhé. Và thông tin từ người dân từ trong đấy đưa ra thì rất là nhiều lần mọi người đều đều xác minh rằng là hiện tại đến tại bây giờ ấy, thì lực lượng quân cướp đất, những cái quan chức cộng sản ấy, họ vẫn đang truy lùng để mà họ
tịch thu và thu giữ những cái tài liệu đất đai mà cụ Kình có, những cái tài liệu mà đất đai mà cụ Kình, Lê Đình Kình có để chứng minh rằng là 59 ha đất nông nghiệp, đất Đồng Xoành ấy là thuộc về đất nông nghiệp của nhân dân xã Đồng Tâm các bạn ạ. Và họ bắt giữ, họ thu giữ rất là nhiều đồ đạc của người dân mà nghi rằng là có thể chứa cái tài liệu đấy. Và ngày hôm qua thì truyền hình VTV ấy, thì có đăng một cái đoạn clip nói rằng là người dân, trong đó là có chú Lê Đình Công, anh Lê Đình Doanh và anh Lê Đình Quang ấy, là khai nhận trên TV là hành động đấy là sai ấy. Thì thực ra thì cái thông tin đấy chúng ta cần phải cân nhắc lại, bởi vì thực tế hiện tại ở Việt Nam hiện nay chúng ta đang sống trong một cái chế độ cộng sản độc tài, công an trị, cộng sản tham nhũng độc tài và một cái chế độ công an trị. Tức là khi người dân mà bị công an bắt vào đồn ấy thì họ tra tấn đánh đập rất là dã man, mục đích chỉ là để lấy những cái ép cung, để mà ép cung và bức cung người dân để mà lấy những cái lời khai theo ý của công an. Thì hiện tại thì về cá nhân tôi chẳng hạn, tôi là một người dân mất đất ở tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, và bố mẹ tôi đã từng bị cộng sản đàn áp và bị bắt đi tù. Và không chỉ bố mẹ tôi và còn nhiều người dân Dương Nội nữa đã từng bị đánh đập đến tàn phế, và 7 người dân Dương Nội bị bắt đi tù để mà chúng cướp đất ở Dương Nội. Thì những cái gì tôi trải qua thì nó là những cái trải nghiệm thực tế của cá nhân tôi. Thì tôi thấy rằng là hiện tại ở Việt Nam ấy thì công an là một cái lực lượng rất là tàn bạo, và như mọi người nói là chúng ta đang sống trong một cái chế độ công an trị, tức là họ dùng công an để họ cai trị người dân. Và trong cái vụ việc ở Dương Nội chúng tôi thì rất là nhiều người dân khi mà bị bắt vào đồn công an ấy thì họ đã đánh đập rất là dã man, họ đánh đập ông Trần Văn Miên, ông đánh ông ấy cực kỳ dã man, đánh tàn phế ông Trần Văn Sang. Và chính tôi đây đã nhiều lần bị bắt vào đồn công an ấy, thì họ cũng tra tấn rất là dã man để mục đích để họ lấy những cái lời khai có lợi cho họ, họ bức cung, họ đánh mình, đánh vào đầu, đánh vào xương sườn, đánh vào bộ hạ. Nói chung là cái sự tra tấn của cái lực lượng công an cộng sản ấy, nó là cái sự phổ biến và nó rất là dã man các bạn ạ. Đấy là những cái trải nghiệm của cá nhân tôi. Thì ngoài cá nhân tôi thì chúng ta đều biết rằng là trên báo chí của cộng sản ấy, chúng ta đều biết có những cái vụ án mà rúng động dư luận, chẳng hạn như vụ Nguyễn Thành Trấn ở Bắc Giang chẳng hạn, hoặc những vụ án Hàn Đức Long ấy. Những cái này hoàn toàn là họ không có tội, họ không hề hiếp dâm mà họ cũng không hề giết người. Nhưng mà tuy nhiên thì khi bị bắt vào đồn công an ấy, thì lực lượng công an họ đã tra tấn ép cung rất là dã man. Mục đích là họ chỉ nghi, mới đầu họ chỉ nghi những người đấy là phạm tội thôi. Nhưng mà vì họ muốn làm án nhanh, muốn lên lon lên chức, nên là những cái lực lượng công an đấy họ đã tra tấn những cái người dân thường rất là dã man. Như ông Nguyễn Thành Trấn chẳng hạn, họ trong vòng khoảng 10 ngày họ không cho ăn, không cho ngủ, không cho uống, và họ đánh đập liên tục, đánh liên tục, nghĩa là đánh không phải đánh theo ngắt quãng đâu các bạn, đánh liên tục, và họ chích rùi cui vào bộ phận sinh dục. Đấy là những cái tội ác mà những cái công an cộng sản này họ sẵn sàng để họ thực hiện đối với người dân, để mà họ áp bức, họ bức cung người dân. Và những cái vụ án Hàn Đức Long các bạn chẳng hạn, các bạn cứ lên Google các bạn search về án oan Nguyễn Thành Trấn hoặc là án oan Hàn Đức Long, thì chúng ta đều biết rằng là những cái sự việc bức cung nhục hình ở Việt Nam hiện nay thì nó cực kỳ là phổ biến. Và nó bởi vì chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà lực lượng công an có quá nhiều quyền hành, và họ phạm tội ác mà họ gần như là họ không bị trừng phạt. Thì những cái vụ việc ở Đồng Tâm hiện nay chẳng hạn, khi mà người dân Đồng Tâm ấy, một số người bị bắt và có lên TV là nhận là sai ấy, thì tôi cho rằng những cái thông tin đấy cần phải xác minh lại, bởi vì chúng ta phải nghe thông tin đa chiều, thông tin đến từ người dân ấy, và thông tin đến từ chính quyền, chúng ta đối chứng lại với nhau. Và cái việc ngày hôm qua thì những người lên TV ấy, thì chúng ta đều thấy là những cái vết thương tích rất là nặng nề. Chẳng hạn chú Lê Đình Công ấy, nó đánh thâm tím hết cái vùng mặt, vùng cổ. Đấy là những cái vùng thông thường, những cái không thường ấy, những cái an ninh cộng sản ấy, họ đánh thì thường họ sẽ tránh cái vùng mặt đi, tránh vùng mặt, vùng đầu đi, và tránh vùng mặt đi, đầu có thể họ đánh, và đánh vào những cái vùng kín trong người ấy, thì nó sẽ thường nó sẽ không để lại dấu vết nhiều ấy. Thế nhưng mà cái chú Lê Đình Công ấy, chúng ta đều thấy là các dấu vết cho thấy là chú đã bị đánh rất là dã man. Và ngay cả một cụ già gần 70 tuổi là cụ Dư Thị Thành, là vợ của cụ Lê Đình Kình mà đã bị lực lượng cướp đất giết chết, sát hại tại nhà riêng ấy. Thì sau khi sát hại cụ Dư Thị Thành
Thì những cái viên an ninh cộng sản này họ bắt tất cả gia đình nhà cụ Lê Đình Kình đi, bao gồm cả cụ Dư Thành và các con dâu, các con cháu, kể cả đứa trẻ sơ sinh mấy tháng họ bắt đi. Thì ngày hôm qua thì một phóng viên đã tiếp cận hiện trường và đã cung cấp cho chúng ta cái thông tin hình ảnh về cụ Dư Thị Thành. Thì chúng ta đều biết rằng là khi mà bắt cái cụ Dư Thị Thành là vợ của cụ Lê Đình Kình đấy, chúng sát hại, chúng bắn chết cụ Lê Đình Kình ngay trước mặt vợ cụ là cụ Dư Thị Thành. Và ngay sau đó chúng bắt cụ Dư Thị Thành đi và chúng đánh đập, tra tấn bức cung một người già gần 70 tuổi, tóc bạc trắng hết đầu rồi các bạn ạ. Nghĩa là nhìn nhìn cụ rất là đáng thương, bởi vì cụ vừa trải qua sự mất mát của người thân ấy, của người thân trong gia đình. Vậy mà chính những lực lượng công an cộng sản này họ đánh vào cụ Thành, cụ Dư Thị Thành, chúng đánh tát liên tục vào mặt và lấy chân giày ấy, chúng đá với ống quyển của một cái cụ già. Chúng ta đều biết là những lực lượng công an ấy, thì khi tra tấn họ thường đánh vào cái ống quyển chân ấy. Ống quyển chân là một cái nơi nó rất là nhiều thần kinh và bị đánh vào đấy thì nó sẽ rất là đau. Và một cụ già gần 70 tuổi, vợ của cụ Lê Đình Kình mà bị mà chúng mới giết hại cụ Lê Đình Kình xong, và ngay sau đấy thì chúng bắt cụ Dư Thị Thành đi và chúng tra tấn như vậy. Chúng cứ đánh vào đầu và mặt và chúng đánh vào cái ống quyển này, đá vào hai cái ống quyển này. Thì các bạn biết một cái người cụ già gần 70 tuổi mà bị đá vào ống quyển như vậy, mà đá liên tục chứ nó không phải là đá một hai cái các bạn. Nó cứ liên tục đánh như vậy để nó bức cung cụ, nó bắt cụ Dư Thị Thành phải nhận là có vũ khí ở nhà, rồi bắt cụ Dư Thị Thành phải dự nhận những cái mà để gây bất lợi cho những cái người đang bị giam giữ tại giờ. Thì tất cả những cái đấy thì chúng ta đều cho thấy là cái lực lượng an ninh cộng sản, khi mà lực lượng cướp đất ấy, khi mà chúng tấn công vào đồng tâm, vào thôn Hoành và vào nhà cụ Lê Đình Kình ấy, thì chúng hành xử cực kỳ dã man và hành xử cực kỳ vô pháp các bạn ạ. Chúng bắn giết người dân và sau đó chúng tra tấn người dân rất là dã man. Nên là những cái đấy thì chúng ta thấy rằng là những cái hành động của những cái tên quan chức cộng sản bây giờ ấy, nó cực kỳ là hung hãn và độc ác các bạn ạ. Và tôi tin rằng là người dân trước sau cái sự thật ở đồng tâm ấy, nó sẽ được phơi bày ra khi mà tất cả người dân trong nước ấy, và kể cả quốc tế nữa, đang hướng về đồng tâm, và cái sự thật đồng tâm sẽ được phơi bày ra, và những cái tội ác của quân cướp đất cộng sản ấy, tại đồng tâm, thảm sát người dân đồng tâm để cướp đất ấy, nó sẽ được phơi bày ra và nó sẽ là một cái vết nhơ không thể rửa sạch được của Đảng Cộng sản. Khi mà ở biên cương, ở biển đảo, chúng lùi bước trước giặc ngoại xâm, nhưng mà ở trên đất liền, ở ngay trong thủ đô Hà Nội, là ở Đồng Tâm, là một cái quận huyện ở ngoại ô Hà Nội, thì chúng chĩa mũi súng vào nhân dân và chúng sát hại người nhân dân, chúng bắn giết nhân dân để chúng cướp đi từng mét đất, để chúng vinh thân phì gia, để chúng làm giàu trên xương máu của người dân các bạn ạ. Và đấy, đấy là những cái thông tin ở Đồng Tâm vừa chuyển ra cho tôi. Thì có những thông tin gì mới tôi sẽ cập nhật đến các bạn. Tôi mong muốn các bạn hãy quan tâm đến cái vụ việc Đồng Tâm, quan tâm đến cái vụ việc mà quân cướp đất cộng sản đã sát hại cụ Lê Đình Kình, đã sát hại người dân Đồng Tâm, đã chĩa mũi súng vào nhân dân Đồng Tâm, nổ súng và bắn giết người dân Đồng Tâm, bắn giết dân lành để cướp đi những cái mét vuông đất của người dân, để chúng lấy những cái nguồn lợi đấy để mà làm giàu cho bản thân chúng. Và rất là nhiều các nơi khác nữa các bạn ạ, ở Đắk Nông, rồi ở Tiên Lãng, Văn Giang, các nơi khác đều bị cướp đất, với cái thảm cảnh cướp đất ở Việt Nam ấy hiện nay thì nó rất là bi thương, và nó đẩy người dân lành, đẩy rất là nhiều người dân lành vào những cái tình huống khó khăn trong cuộc sống, mất đi cái tư liệu sản xuất, mất đi nơi ở, mất đi nguồn sống, và đẩy rất là nhiều người dân vào cái cảnh thất nghiệp, đói nghèo. Thì chúng ta thấy những cái quan chức cộng sản bây giờ ấy, họ đều rất là giàu có, mà tất cả từ những cấp xã trở lên đã rất là giàu có rồi, cấp huyện thì còn giàu có hơn nữa, và cấp tỉnh thì không phải nói rồi, nó sống trên nhung lụa, trên xa hoa, bằng cái tiền cướp được của nhân dân, bằng cái tiền ăn cắp được từ ngân sách nhà nước, từ tiền tài sản của nhân dân chúng ta đóng góp vào. Nếu như chúng không cướp đi những cái tài sản đấy, nếu chúng không tham nhũng, không tham ô, thì những cái tài sản đấy sẽ được sử dụng đúng mục đích, sẽ được xây dựng đất nước, sẽ được phát triển về y tế, về giáo dục, về giao thông, thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn rất là nhiều. Như hiện tại bây giờ ở Việt Nam thì những cái tổ chức minh bạch trên thế giới họ đánh giá Việt Nam là một cái đất nước tham nhũng gần như là nhất 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 ở thế giới đấy. Và chính cái tình trạng tham nhũng này thì đó là những cái nguyên nhân gây ra cái sự chậm phát triển kinh tế ở Việt Nam so với các nước khác. Vâng, vừa rồi là những cái thông tin về
về cái đám tang cụ Lê Đình Kình, về cái sự phản bác của người dân đối với lực lượng công an khi mà đưa ra để bôi nhọ cụ Lê Đình Kình và những cái bằng chứng người dân đưa ra, thì chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để mà thu thập tài liệu để mà vạch rõ cái tội ác của quân cộng sản ra cho toàn người dân được biết và để chúng phải đền tội trước những cái tội ác chúng gây ra đối với nhân dân. Mà tôi cũng xin nói luôn là thông tin người dân gửi ra thì họ có xác minh là có một người đã thiệt mạng khi mà tấn công thảm sát vào gia đình cụ Lê Đình Kình. Đây là tôi xin nhắc lại dẫn nguồn tin từ người dân Đồng Tâm chuyển ra các bạn ạ. Thì cái chết này của một viên cảnh sát ấy thì thực sự nó là một cái chết rất là nghĩa là cụ Lê Đình Kình thì phía sau nhà cụ Lê Đình Kình có một cái khoảng đất trống và nhà cụ Lê Đình Kình thì và hai hai nhà có một khoảng đất trống và vì là hai nhà làm sát nhau ấy, nên là mọi người sẽ bỏ ra cái khoảng đấy để mà thông khí tầng dưới lên tầng trên mà người dân gọi là cái giếng trời đấy. Cái ở người miền Bắc mình thì hay gọi cái đấy là cái giếng trời, tức là cái lỗ thông gió hoặc là cái giếng trời để mà thông lên trên trời để mà thông gió. Nghĩa là cái luồng không khí từ trong từ tầng 1 lên tầng 2 và nghĩa là luân chuyển để mà không khí nó thoáng hơn. Thì đây hoàn toàn không phải là cái hầm trông các bạn, mà nó chỉ là một cái giếng trời thôi. Thì chính vì cái lực lượng quan chức cấp cao ấy, họ tổ chức tấn công vào Đồng Tâm vào ban đêm. Tính chính vì họ muốn làm việc một cách lén lút và họ muốn muốn không để lại dấu vết tội ác nên họ tấn công vào ban đêm và họ xua lính tấn công vào cụ Kình vào ban đêm. Thì chính cái nguyên nhân này đã khiến cho người lính rơi trong cái giếng trời đấy, họ khi họ quá nóng vội họ phá cửa sổ họ tấn công vào cụ Kình ấy. Thì thông tin từ người dân đưa ra là có một người là rơi trong cái hồ đấy và thiệt mạng. Thì đấy là một cái thông tin từ người dân tôi cung cấp đến các bạn, nhưng mà chúng ta cũng cần phải phải giải thích cho những người lính là các bạn không thể các bạn người lính, đặc biệt là những người lính cấp thấp, là những người không được hưởng lợi nhiều từ những cái việc cướp bóc đất đai của người dân. Các bạn chỉ đi làm việc theo ngày và lĩnh lương theo ngày thôi, còn trăm tỷ nghìn tỷ từ những cái dự án bất động sản hàng trăm hecta hàng vài trăm hecta đất sau đó chúng cướp được và chúng chia nhau hàng trăm tỷ hàng nghìn tỷ, thì thực sự là nó không, những cái tài sản đấy là không đến tay được những người lính, nó chỉ đến tay những quan chức cấp cao. Các bạn thấy đấy, những người quan chức cấp cao ấy, nhà cửa họ rải khắp từ Bắc vào Nam và nhà cao cửa rộng, con cái đi du học hết. Thế nhưng mà những người lính thường thì những quan chức đấy xua những người lính ấy đi để mà đàn áp dân, để cướp đất dân. Và chính cái việc mà những quan chức cộng sản tính toán rằng là để tấn công vào Đồng Tâm vào ban đêm và để sát hại cụ Kình vào ban đêm để xóa dấu vết, và chính cái tính toán đấy đã khiến cho người lính đấy thiệt mạng khi mà rơi xuống cái giếng trời như vậy. Thì cũng có người nói là giếng trời là trời định các bạn, chẳng ai, cái đấy không phải là một cái bẫy các bạn, khẳng định cái giếng trời đấy không phải là một cái bẫy mà nó là một cái trời định từ hàng chục năm trước, hàng mười mấy năm trước, khi người ta xây nhà người ta để cái giếng trời đấy để tạo mình thành một cái lỗ, một cái đường dẫn khí để luân chuyển không khí tới các tầng. Thì trời định, và chính cái lũ quan chức cấp đất ấy, khi nó tính toán là chúng tấn công vào cụ Kình ban đêm để chúng không để lại dấu vết, nhưng chính cái đấy sẽ đã gây thiệt mạng cho quân lính của chúng. Thì đây là người lính cũng cần xác minh lại, các bạn không phải là các bạn cứ nhận lệnh thì các bạn đi bắn dân, cứ nhận lệnh thì các bạn đi giết dân. Các bạn phải biết rằng là người dân ấy, tất cả người dân họ đều chỉ mong muốn ổn định cuộc sống, mong muốn là sống một cuộc sống bình thường, ổn định ấm no, chứ không ai mong muốn phải 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 chiến đấu với một lực lượng hàng nghìn cảnh sát cơ động, chiến đấu với một lực lượng trang bị đầy đủ súng ống, trang bị đầy đủ tòa án và nhà tù. Không một người dân nào muốn chiến đấu với lực lượng như cả, trừ khi họ quá oan khuất, trừ khi cái nỗi oan của họ quá cao và họ quá uất ức thì họ mới phải đứng lên họ đấu tranh thôi. Nên là những cái người lính ấy, khi mà các bạn tham gia vào cưỡng chế đất, khi các bạn tham gia vào những vụ đàn áp dân, đánh dân, đàn áp biểu tình, thì tôi muốn các bạn, rất là nhiều bên an ninh theo dõi Facebook của tôi ấy, rất nhiều công an theo dõi Facebook của tôi, thì các bạn hãy hãy bớt đi cái sự hung hãn, bớt đi cái sự hung hăng và bớt đi cái sự độc ác. Thì đấy là chính là cái phúc cho các bạn những người lính ạ. Bởi vì các anh hung hăng, các anh đàn áp dân thì thứ nhất là người dân người ta còn run xẻo mái cũng ngoằn thì người ta sẽ phản kháng lại. Người ta chưa phản kháng được ngày hôm nay thì ngày mai, chưa ngày mai thì tháng sau, chưa tháng sau thì năm sau, chưa năm sau thì 10 năm sau người ta phản kháng lại. Con người, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta là một người một dân tộc có cái tính phản kháng rất là cao. Hàng nghìn năm Bắc thuộc, hàng nghìn năm Tàu Cộng nó đô hộ mình, nhưng mà cái giọng nói của người Việt Nam vẫn giữ được, cái văn hóa người Việt Nam vẫn giữ được nét đặc sắc riêng.
và cái tính phản kháng của người dân Việt Nam rất là cao ấy. Nên là nếu mà các anh mà nếu các anh làm đúng thì không ai chống lại các anh cả, nhưng nếu các anh theo quân cướp đất mà về mà bắn giết người dân ấy, thì về lẽ thường thì người ta sẽ phản kháng, và nếu phản kháng thì nếu các anh giết được dân thì đấy cũng không phải là một cái chiến công, đấy là một cái tội ác của các anh, của những cái viên lính lính tráng như vậy. Còn nếu các anh thiệt mạng thì các anh cũng chỉ được một cái huân chương thôi, các anh cũng chỉ được một cái lễ truy điệu thôi, được một vài lời khen ngợi từ những quan chức cộng sản này. Các anh nhìn thấy đấy, Tô Lâm nó về đám tang đấy, rồi Nguyễn Xuân Phúc nó về đám tang ấy, nó cười nhe nhởm, nó cười như là nó nhặt được tiền ấy, nó về nó chia chia buồn với người dân mà nó mặt nó cười nó như là nó nhặt được tiền ấy. Nên là các anh đừng hy sinh vô ích, đừng đàn áp dân, đừng độc ác với dân, đừng sát hại dân. Đấy chính là tạo phúc cho các anh, là giữ cái được cái sự ổn định cho các anh, và người dân cũng cũng được được nhờ các bạn ạ. Và trong cái khi mà xảy ra biến cố Đồng Tâm ấy, thì tôi thấy là cái sự thay đổi tâm lý của những viên an ninh nó cũng khá là nhiều. Và tôi mong muốn là những cái viên an ninh mà theo dõi những clip này, hoặc những viên công an ấy, các bạn đừng có tàn ác với dân, đừng có đàn áp dân, và đừng có bắn giết người dân. Bởi vì người dân quan nhất thời dân vạn đạo. Các anh đánh được dân ngày hôm nay, các anh giết được một người một vài người dân, nhưng mà cái nỗi uất ức của người ta nó sẽ dồn nén lại, vợ con người ta, anh em người ta, họ hàng người ta, hàng xóm người ta, cả cái khu dân cư đấy, người ta sẽ ghi nhớ cái tội ác đấy, và đến một lúc nào đó người ta sẽ đáp trả. Con người mà không phải là con giun đâu các bạn, các anh ạ. Con người ta có tình cảm, có yêu, có ghét, tốt với người ta thì người ta tốt lại, còn đàn áp bắn giết người ta thì không ai chấp nhận đâu, không ai chịu đựng được mãi. Và cái sự phản kháng nó chưa bùng nổ bởi vì nó chưa có cơ hội, còn khi nó bùng nổ rồi thì nó thực sự là nó rất là khó kiểm soát cho cả hai bên. Nên là tất cả những người lính tráng, những viên an ninh cộng sản đừng tỏ ra hung hăng. Các anh hung hăng với người dân không phải là một cái bản lĩnh của các anh. Bản lĩnh của các anh là phải là biết phân biệt đúng sai, biết rằng là cái lệnh của cấp trên đưa ra ngày hôm nay đi đàn áp dân là có đúng hay sai. Và nếu mà các anh thấy sai hoặc anh chưa biết đúng sai thì các anh cứ làm việc một cách bình tĩnh thôi. Hoặc là những người lính kia chẳng hạn, nếu họ không cố lao vào để họ sát hại cụ Lê Đình Kình thì họ đã không rơi trong cái giếng trời để họ chết. Thì chính cái sự hung hãn, chính cái sự tàn bạo của những người lính khi mà lao vào để mà xét để mà giết hại người dân thì nó đã gây thiệt hại đấy. Chúng ta nhìn thấy chính cái đấy nó đã gây thiệt hại cho những cái người hung hãn nhất, những kẻ hung hãn nhất. Bởi vì người dân Đồng Tâm không sai, nhưng mà nếu thực sự mà muốn bắt sống người dân Đồng Tâm ấy, thì với một lực lượng đến hàng gần 10.000 quân như vậy thì cứ bao vây thôi, thì tôi nghĩ là nó cũng cái sự thương vong giữa hai bên nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Tuy nhiên là vì cố lập công, vì ham muốn lao vào giết người dân, nên là và lại giết người dân ở ban đêm, nên là ngã xuống cái giếng trời và chết thôi, chết là vợ con gia đình là thiệt hại. Nên là các anh phải suy nghĩ lại, bởi vì quan nhất thời dân vạn đại, cái câu nói đấy, cái câu nói dân gian hàng nghìn năm rồi, nó luôn luôn đúng. Quan nhất thời dân vạn đại, chế độ cộng sản này mới tồn tại được có ở miền Bắc là hình như hơn 70 năm, trên toàn đất nước Việt Nam chỉ có mấy chục năm thôi, nó chưa phải là dài đâu, mà nó không phải là nó sẽ cái chế độ cộng sản này nó không phải là nó sẽ tồn tại mãi mãi đâu. Đến một ngày nào đó, hiện tại bây giờ thì cái chế độ cộng sản này nó đã đi đến cái hồi gọi là tận cùng của thối nát rồi, tận cùng của độc tài, tận cùng của tham nhũng rồi. Chúng tham nhũng mọi lĩnh vực và chúng thối nát trên mọi lĩnh vực. Và những cái quan chức cộng sản ấy, chúng ăn chơi phè phỡn, chúng giàu có, chúng coi thường sinh mạng người dân. Thì một cái chế độ như vậy thì nó là những cái chỉ dấu cho thấy là những cái chế độ này sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nó không thể tồn tại mãi được, nó sẽ phải sụp đổ. Một cái chế độ thối nát như vậy, mất lòng dân như vậy thì không thể là tồn tại lâu được. Nên là đừng những người lính và những người an ninh cộng sản ấy, đừng gây nợ máu với dân. Như bản thân tôi thì tôi đi tiếp xúc, tôi gặp rất là nhiều những viên an ninh và những viên cảnh sát ấy, thì tôi thấy cái tỷ lệ gọi là hung hăng hung hãn máu chó ấy, thì nó cũng có, nhưng mà nó không phải là tất cả. Đặc biệt là có một số tên là cực kỳ hung hãn, cực kỳ chó má, những tên an ninh cộng sản ấy. Nó thể hiện một cái sự, tôi cho là nó là một cái thú tính của đặc trưng của cộng sản. Thì những cái kẻ đấy thì chắc chắn là sẽ bị trừng phạt, người dân người ta sẽ ghi nhớ. Bởi vì gây tội với một người thì có thể trốn thoát được, chứ gây tội với 10 người, gây tội 100 người thì sẽ bị trừng phạt. Nhưng mà ngược lại, tôi cũng thấy có một số cái an ninh ấy, họ làm việc chỉ cho có thôi,
nghĩa là họ đi canh giữ hay là họ làm mọi cái họ chỉ làm cho có thôi, thì đấy mới là những người khôn ngoan các bạn ạ. Bởi vì người dân người ta không làm gì sai cả, người ta chỉ giữ lại đất đai thôi, người ta chỉ biểu tình ôn hòa thôi. Thì đừng dồn người ta dân vào đường cùng, đừng đánh đập người ta, đừng bắn giết người ta. Đánh đập người ta, bắn giết người ta thì theo lẽ thường người ta phải phản kháng lại. Thì cái luật pháp ở Việt Nam hiện nay thì nó do Đảng Cộng sản lập ra thì nó rất là thiếu đi cái tính khách quan. Chứ ở nước ngoài nếu mà lao vào nhà tấn công giết hại người nhà người ta thì người ta phản kháng lại, người ta giết lại, thì đấy là cái sự, đấy nó là sự tự vệ chứ nó không phải là phản kháng, chứ không phải là giết người, nó chỉ là sự tự vệ chính đáng thôi. Nên là những người lính cộng sản đừng vì 500 nghìn, đừng vì 1 triệu hay là đừng vì một ngày đi đàn áp được vài triệu những cái dự án lớn ấy, thì có thể là những người lính, những viên an ninh cộng sản hay những người công an cấp thấp ấy, đi có thể được 500, 1 triệu tiền trợ cấp hay là được vài triệu đi chẳng hạn, mà đánh giết người dân, mà bắn giết người dân, mà để rồi đến lúc cái chuyện nó xảy ra như vậy thì nó gây ra thiệt hại cả hai bên, và cái xung đột giữa người dân và chính quyền nó sẽ càng lớn, cái khoảng cách giữa người dân và chính quyền nó càng lớn. Và chính những cái sự xung đột như vậy nó sẽ đẩy chính quyền vào cái thế mất hết đi lòng dân, mà mất hết lòng dân thì không thể tồn tại được. Và hiện tại ở Việt Nam hiện nay chúng ta biết là cái vụ việc Đồng Tâm ấy, thì những quan chức cộng sản họ dùng tất cả 800 tờ báo, chúng ta đang sống trong một cái chế độ độc tài, và chúng sử dụng đến 800 tờ báo, TV, báo đài, lên đến hàng mấy trăm, chúng độc quyền truyền thông để chúng tô vẽ cái bản mặt của Đảng Cộng sản cho đẹp đẽ lên, chúng che giấu cái bản chất độc tài của chúng, và chúng bôi nhọ nhân dân, bôi nhọ những người đấu tranh như cụ Lê Đình Kình. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta trên mạng xã hội, bây giờ có mạng xã hội ấy, là một cái đối trọng đối với cái truyền thông của cộng sản độc tài, thì đưa ra những cái thông tin chính xác và trung thực ấy, thì chúng ta đều thấy là người dân khắp nơi ở Việt Nam ấy, không phải chỉ ở Hà Nội, ở Nghệ An, ở Nhật Bản, ở Pháp, rồi thì ở Canada, tất cả người Việt ở trong nước và quốc tế họ đều tổ chức những cái buổi lễ cầu nguyện cho cụ Lê Đình Kình và cho nhân dân Đồng Tâm, cầu nguyện cho những người đã chết, kể cả người dân Đồng Tâm và cả những người công an đã thiệt mạng trong khi mà tấn công vào Đồng Tâm. Bởi vì tất cả chỉ là nạn nhân thôi. Những cái người thiệt mạng trong vụ việc Đồng Tâm tôi cho rằng là chỉ là nạn nhân thôi. Kể cả người dân thì chắc chắn là một nạn nhân đầu tiên rồi. Nhưng những cái người công an ấy khi mà tấn công vào để mà sát hại cụ Lê Đình Kình ấy, họ cũng chỉ là nạn nhân thôi. Ở một thể chế dân chủ, ở một thể chế tự do ấy, thì không có một chính quyền nào mà sai công an, sai an ninh đi bắn dân cả. Chẳng có một chính quyền nào sai công an đi 4 giờ sáng đi đến nhà và bắn giết chết một sát hại một cái cụ già 84 tuổi và bắn một phát vào tim, hai phát vào đầu, một phát vào gối cả. Chẳng chẳng có một cái thể chế nào, chẳng có một cái nhà nước nào, chẳng có một cái chính quyền nào mà sai điều động binh lính đi giết dân như vậy cả. Chỉ có ở Việt Nam như vậy thôi. Và những cái người lính cấp thấp ấy cũng đi giết hại dân vậy, tôi cho nghĩ là thứ nhất là họ cũng cũng về nhận thức là họ cũng thiếu nhận thức về cái thực trạng và họ không thương dân thì họ mới đi theo nhận lệnh thôi. Còn nếu mà từ chối những cái lệnh đàn áp như vậy nó rất đơn giản, cùng lắm thì ra khỏi ngành, xin ốm, báo vợ con ốm, báo mẹ ốm nghỉ, chẳng có một vấn đề gì cả. Nó cũng chẳng thể giết các anh được, nhưng mà các anh nhắm mắt, các anh nhận lệnh, các anh lao vào, anh giết dân thì trời diệt anh, các anh rơi xuống giếng trời, các anh chết, thì đấy là trời diệt. Trời diệt, nhân diệt, không diệt thì trời diệt. Thì những cái đấy thì các anh cũng chỉ là nạn nhân thôi. Thực sự những cái người, tôi thấy những cái viên an ninh hoặc là những người thiệt mạng, công an thiệt mạng ở Đồng Tâm cũng chỉ là những nạn nhân của cái chế độ này thôi. Và tất cả chúng ta, cả người dân và cả những công cụ đàn áp là những cái viên an ninh và những viên cảnh sát cấp thấp ấy, họ cũng chỉ là nạn nhân, còn giàu có không đến họ, tài sản cướp bóc cũng không đến họ được nhiều đâu, nó chỉ rất ít thôi. Còn đa số là nó đến từ cái thượng tầng ấy, từ những cái quan chức cấp cao thì họ phải có những cái miếng bánh lớn đó. Còn những lính tráng thì được chỉ được những cái khoản trợ cấp nhất thời thôi. Tôi biết nhiều viên an ninh đi làm canh gác nhà tôi ấy, nhiều người có vợ có con rồi bắt đầu là họ thay đổi thái độ, tại vì họ nhìn thấy là nếu cứ tàn ác như vậy, nếu cứ độc ác như vậy thì cái kết cục nó sẽ không đơn giản là yên ổn mà sống hết đời. Bởi vì những cái vụ việc như ở Đồng Tâm, như ở Dương Nội, như ở Văn Giang, như ở Thủ Thiêm, như ở vừa giao Lộc Hưng, nó liên quan đến hàng trăm hộ dân, liên quan đến hàng nghìn người dân. Các anh đàn áp cả một tập thể lớn như vậy thì người ta sẽ ghi nhớ, và những cái vụ việc đấy thì nó không thể xóa nhòa được, những cái tội ác đấy nó không thể xóa nhòa được. Và những người nào ấy mà gọi là hung hãn máu chó, gọi là cái máu cộng sản, máu chó cộng sản ấy, mà quá mạnh ấy, thì thực sự là tôi thấy đáng thương cho họ, bởi vì cái kết cục của họ nó là một cái kết cục không hề tốt đẹp về sau này. Chắc chắn là một điều là như vậy.
Tôi đã từng bị bắt vào đồn công an nhiều lần ấy. Phía trước clip từ đây về trước thì tôi đã tường trình về cái vụ việc ở đồn Tâm. Thì về sau này thì đây hiện tại các bạn đang khá đông trên đây thì tôi xin phép là được nói một chút về những cái trải nghiệm của tôi ấy, khi mà chúng tôi đấu tranh giữ đất ấy, và những cái mà những cái gì tôi nghĩ, những cái gì tôi trải nghiệm. Thì khi mà tôi bị bắt vào đồn công an rất là nhiều lần, nhưng có những lần ấy, thì tôi gặp rất là nhiều công an và an ninh và những cái thái độ của người ta rất là khác nhau ấy. Và có những tên nó vào, nó hung hãn, nó đánh đập tôi, nó tra tấn tôi. Nhưng mà chưa bao giờ tôi sợ hãi cả. Tôi đối diện trực diện với họ, tôi nói rằng là các anh có thể đánh đập tôi, các anh quân số áp đảo, các anh có thể đánh đập tôi, thậm chí là các anh có thể giết hại tôi. Thế nhưng mà cái chế độ cộng sản này nó tàn ác như vậy là rồi nó sẽ bị sụp đổ và các anh sẽ phải trả giá. Không phải là tôi trả thù các anh, không phải là người dân Dương Nội trả thù các anh, mà là khi mà một cái thể chế thay đổi thì tất cả những cái tội ác của những cái cựu bên an ninh, cựu quan chức cộng sản gây ra với dân ấy, thì chắc chắn nó sẽ bị trừng phạt bởi những cái điều luật. Tôi nói là sự trừng phạt theo luật pháp các bạn ạ, chứ không, nó không phải là sự trừng phạt theo sự tư thù cá nhân, nó là sự trừng phạt theo luật pháp. Như chúng ta đều biết ấy, hiện nay ở Ba Lan ạ, là những cái nước cộng sản Đông Âu cũ, mà chế độ cộng sản Ba Lan đã sụp đổ năm 1989 thì đến nay là 30 năm, thì những cái đảng phái đối lập khi họ lên nắm chính quyền thì họ vẫn ra những cái điều luật để mà họ họ chế tài những cái quan chức cộng sản đã từng nợ máu nhân dân. Và rất là nhiều cựu quan chức cộng sản đã tự sát bởi vì lâm vào đường cùng với những cái điều luật họ chế tài. Đây nó là một cái hậu quả mà những cái viên quan an ninh cộng sản, những cái công an cấp thấp ấy, họ không biết tại sao, bởi vì tất cả những cái thông tin đấy nó là những cái thông tin từ báo chí quốc tế, và ở Việt Nam hiện nay thì cái internet thì những cái thông tin đấy đều bị những cái quan chức cộng sản cấp cao, những cái ban tuyên giáo của cộng sản họ chặn hết lại. Họ chặn hết lại, họ không cho người dân được biết và họ không cho những viên an ninh cấp thấp của họ được biết, không cho những viên cảnh sát cấp thấp của họ được biết. Mục đích là họ du ngủ những cái công cụ của họ, những cái an ninh cộng sản, rồi thì những cái công an đi đàn áp dân cũng chỉ là những cái công cụ. Quan chức cấp cao thực sự nó chỉ còn là công cụ. Các bạn nhìn thấy những lãnh đạo cấp cao khi mà về chia buồn với gia đình những người bị thiệt mạng trong cái vụ sát hại dân Đồng Tâm, thì cái thái độ của họ các bạn nhìn thấy đấy, nó nhân nhơn ra, nó không coi sự hy sinh đấy là gì cả. Và những cái công cụ đấy nên biết rằng là những cái lãnh đạo cấp cao ấy, họ bưng bít thông tin và họ lừa dối các bạn, họ lừa dối các bạn từ chuyện nhỏ nhất cho đến chuyện lớn nhất. Những quan chức cộng sản họ lừa dối các bạn rằng là người dân là người tiêu cực, người dân là người chống đối, người dân là người có tội. Đấy, họ lừa dối những người lính như vậy, và những người lính tin theo những cái lời lừa dối của những quan chức cộng sản như vậy cấp cao ấy, họ đi về họ bắn giết dân, và họ giết được dân đi nữa thì cái tội ác họ phải gánh, mà nếu mà dân họ phản kháng lại thì cái thiệt hại họ phải gánh. Đây là những cái công cụ của Đảng Cộng sản ấy. Xin hãy bớt độc ác đi, hay xin hãy bớt hung hãn đi, để cho người dân được yên ổn sinh sống và để cho chính các bạn được yên ổn sinh sống sau này. Các bạn hung hãn, những người công cụ của Đảng Cộng sản ấy, những viên an ninh và những viên công an ấy, về bắn giết người dân, về đánh đập người dân ấy, thì các bạn những người đấy là đang gây ra cái sự đau thương cho người dân, gây ra sự mất mát cho người dân. Nhưng mà đồng thời chính những cái công cụ đấy đang 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 họ đang tạo lên một cái nghiệp cho chính họ, và những cuộc sống của họ sau này nó không dễ dàng gì mà yên ổn. Đấy là một điều chắc chắn. Vâng ạ. Và thì hôm nay tôi xin phép là đưa tin về cái vụ việc đám tang cụ Lê Đình Kình và những cái thông tin mà về cụ Lê Đình Kình. Tôi mong muốn là những cái người dân ấy, và chúng ta hãy cùng chia sẻ về vụ việc Lê Đình Kình, và những ai có khả năng mà viết bài ấy, thì chúng ta hãy làm hết sức mình để chúng ta phơi bày cái sự thật ở Đồng Tâm. Thì những ngày vừa qua ấy, thì quả thực là tôi cũng một ngày cũng ngủ rất là ít thôi. Một ngày tôi ngủ mấy tiếng thôi. Tại vì cứ theo dõi thông tin Đồng Tâm ấy. Bởi vì tình cảm của tôi đối với người dân Đồng Tâm, tôi chưa về nhân dân Đồng Tâm bao giờ, về 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 Đồng Tâm bao giờ, chỉ có mẹ tôi là mẹ Cấn Thị Thêu và anh trai tôi là Trịnh Bá Phương thì đã từng về chia sẻ với bà con Đồng Tâm. Tôi thì là Hòa Bình, tôi ở Hòa Bình nên là tôi làm vườn ở Hòa Bình nên là tôi cũng ít có thời gian đi lại hơn, và chủ yếu là mẹ tôi và anh trai tôi đi để gặp gỡ để mà chia sẻ kinh nghiệm với bà con ấy. Nhưng mà tuy rằng là tôi chưa gặp bà con Đồng Tâm, tuy rằng tôi chưa gặp cụ Lê Đình Kình, nhưng mà với tôi, với bà con Đồng Tâm ấy, với cụ Lê Đình, gia đình cụ Lê Đình Kình, nó một cái tình cảm của những người cùng cảnh ngộ, của những người cùng là nạn nhân của quan chức cướp đất. Nên là chúng tôi hiện tại đang làm hết tất cả những gì có thể
để giúp đỡ người dân Đồng Tâm về mặt truyền thông, để giúp đỡ người dân Đồng Tâm đòi lại công lý, để vạch rõ cái tội ác của quan chức cướp đất, tàn sát người dân Đồng Tâm để cướp đi đất đai. Thì chúng tôi đang làm hết sức mình, và chúng tôi không không ngại những cái đàn áp, những cái trấn áp của cộng sản. Và tôi mong muốn là các bạn cũng cùng cùng chúng tôi và cùng tất cả người dân yêu công lý, yêu sự thật, chúng ta hãy cùng chia sẻ, cùng hướng với Đồng Tâm và cùng phơi bày cái sự thật Đồng Tâm, phơi bày cái tội ác của bè lũ cướp đất, của bè lũ cộng sản sát hại nhân dân Đồng Tâm. Thì chỉ có như vậy thì chúng ta mới xây dựng được một xã hội phát triển hơn, ổn định hơn. Thì chỉ khi như vậy thì những cái quan chức cộng sản này, họ mới chùn tay hơn, họ mới khơi chùn tay hơn trong cái việc cướp bóc đất đai của người dân. Thì những quan chức đấy họ mới chùn tay hơn trong cái việc đàn áp, bắn giết người dân. Và chính như vậy là chúng ta đang tạo nên một cái môi trường sống ổn định hơn, an toàn hơn và nhân văn hơn trong một cái xã hội Việt Nam hiện nay. Cái xã hội Việt Nam thời mặt sản, nó đầy rẫy bất công, đầy rẫy oan trái. Thì tôi mong muốn tất cả hãy cùng nhau chung tay xây dựng một cái xã hội Việt Nam thay đổi dần, chúng ta mỗi người một chút thay đổi dần để mà tạo nên một cái xã hội thực sự là công bằng, dân chủ và nơi mà cái pháp luật được thượng tôn, xây dựng một cái nhà nước pháp quyền và người dân được đảm bảo về cái quyền lợi chính đáng, được tự do, mưu cầu hạnh phúc ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn và xin mong muốn các bạn chia sẻ cái clip này đến để mà đưa ra cái sự thật về Đồng Tâm để cho nhiều người dân được biết. Chào các bạn ạ, bây giờ là 10 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2020.